Hôm nay mình ra ngoài này giăng lưới ha các bạn. Tuốt ở trong kia các bạn, xa lắm các bạn, có thanh chăn vịt trong các bạn. Đó bình thường người đó đó các bạn. Có tiếng vịt kêu các bạn. 2-3 ngày nay rồi trời không có nắng, các bạn bữa nay nắng nắng rồi nè. Mình đi giăng lưới ha các bạn. Dân với thử này coi có không các bạn ơi. Thấy nước nhiều quá, không biết cái chàng lên, không biết cá có lên ruộng không. Ta đại các bạn. Thôi mình thôi xuống thả lưới nha các bạn. Chừng nào có quay cho các bạn coi. Đây cái cống nè các bạn, mình đang ở trên cái cống nè, thả chỗ này nè. Mưa mấy bữa mà nước lên rồi các bạn ơi, hồi bữa nắng là nó cạn rồi, bữa đi mưa cái mưa mấy ngày nay mù mù, cái mưa cái giờ nước lên rồi. Con đường này mới ủi nha các bạn, mới ủi đâu 2-3 ngày nay nè. Sắp sửa là nó rải đá lại làm con đường lại các bạn. Con đường này băng qua, băng ngang ruộng các bạn, hai bên ruộng không các bạn ơi. Các bạn thấy không, hai bên ruộng không. Nước dâng lên ruộng à. Đầy luôn các bạn. Đây cái đám lúa chỗ nè các bạn. Mình thả cái lưới này nè các bạn. Để ngâm chút rồi nghỉ chút rồi xuống dở thôi, có quay cho các bạn coi. Nè các bạn ơi, mình giăng dưới được nhiêu các bạn, cá đối cái gì đây, cá đối luôn các bạn. Đây cá đối nè, 3 con, 4 cá đối luôn các bạn. Này cá phi, cá đối 4-5 con các bạn. Đây cá phi nữa các bạn, cá phi bự không à nè. Cũng đỡ các bạn ơi. Để gỡ ra cho các bạn coi nha. Được mới nè các bạn. Một mình ăn cả ngày luôn các bạn ơi. Mình ăn cả ngày không hết luôn các bạn. Được 5 cá đối với 3 cá phi. Cá phi cũng bự bự. Nằm con cá đối luôn các bạn.
năm con. Nè các bạn ơi, cá phi nè, cá phi mình giăng về nè các bạn, thì có đói nè. Mình co lá giấm nè các bạn, nè cái lá giấm nè, cho chua 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 ăn các bạn ơi, co lá giấm nè, có trái giấm nữa các bạn. Kho cái giấm, kho lá giấm này các bạn ơi, ốp nó mặn mặn ngọt ngọt các bạn, hơi ngọt chút nha, để nửa vô cái lá giấm á, nửa bỏ lá giấm vô nó chua chua là ngon lắm các bạn, đừng có mặn quá các bạn. Nãy giờ chín rồi các bạn ơi, giờ bỏ lá giấm vô nha các bạn. Cái giấm này mau chín đó các bạn ơi, bỏ vô một chút là tắt lửa được rồi các bạn. Cái giấm này bỏ vô chua 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 đúng các bạn ơi, bởi mình kho lạc lạc ngọt ngọt mặn mặn một chút rồi. Bỏ lá giấm như là chua dừa. Chính rồi các bạn ơi.